Phương Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là buổi sáng tháng 10 hả? Buổi sáng ngày 12 tháng 7 năm 2016. Vậy nên là chúng tôi đang tháo gỡ chiếc sập để chuẩn bị chuyển cho nhà bác Tự. Bác Tự là bố của anh Thông. Gia đình đã ký vào chiếc sập này. Và ngày hôm nay là chúng tôi đang tháo gỡ. Hiện nay lúc này là 7 giờ sáng của ngày 12 tháng 7 năm 2016. Để nghiêng lấy cái xốp đi. Tí lấy bốc vậy. Rồi. Lấy chữ ký của Tự đây. Đây. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng mới dỡ một chiếc sập ba mặt này chuyển về thị trấn Sông Thao của tỉnh Phú Thọ. Và bây giờ tôi ra tôi quay chiếc mặt một chút nữa. Dạ, quay trước mặt để cho bác Tự và anh Thông xem. Đây là chiếc mặt mà bác Tự và anh Thông đã chọn. Và hôm trước thì mới chụp ảnh cho anh xem cái phần mộc, cho nên trông nó chưa được bắt mắt. Còn hiện nay lúc này chúng tôi đang làm và vẫn còn thiếu một nước đánh xi. Lúc đánh xi lên nó nổi vân hơn nhiều, nhưng mà khi đánh xi vào thì nó quá trơn và cái mặt sập này thì nó dày, cái khuôn tranh này nó dày gần 10 phân và cái lá mặt là mình xẻ 2 phân rưỡi, cho nên cái mặt này rất nặng. Nếu đánh xi ngay vào là nó sẽ bị nặng quá và không thể bê nổi. Thường chúng tôi đến nhà khách hàng tôi mới đánh xi nốt. Còn ở đây tí nữa tôi có thể đánh sơ bộ ở bên trong lòng, còn riêng cái khuôn xung quanh này là sẽ để lại. Vậy này là trong gàng tôi vẫn còn rất là nhiều sập, đây la liệt đây vẫn còn chưa kịp dựng lên. Bụi bặm và đám bám một cái lớp dày. Cho nên trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian về đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để tham quan mua sắm. Chúng tôi có cả khu A, khu B và đang chuẩn bị xây dựng khu C. Tổng 2 khu hiện nay AB đã là 2.000 m². Ồ, dỡ thì phải lấy thêm, dỡ phải thêm. Hoặc là cho cái rẻ xuống. Đấy, tì thế. Làm sao? Không để ra đầu này, bây giờ ra đầu này. Phải hai đầu hai cái. Như vậy là cái phần tháo đã. Lấy một cái nữa đi. Để gõ nốt cái da hậu. Hiện nay đây đang là tầng 1 khu B của chúng tôi. Hiện nay ở trên những cái sập này chúng tôi hay để các cái thủ chè đặc sắc đây. Và những cái này đã được giới thiệu kỹ rồi. Bây giờ lướt qua để quý vị xem thêm thôi.
Rất nhiên cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin nhắc lại bên 7 sáng. Đấy.